Lộ thiệp cưới của Harry Won và Trấn Thành. Thưa quý vị, hình ảnh thiệp cưới có in tên của Trấn Thành và Harry Won bị rò rỉ khiến cư dân mạng xôn xao. Mới đây, hình ảnh được cho là thiệp cưới của Harry Won và Trấn Thành đã bị rò rỉ. Tấm thiệp có thiết kế đơn giản với tông màu đen trắng chủ đạo, song vẫn rất tinh tế sang trọng. Trên thiệp in tên đầy đủ của Trấn Thành và Harry Won kèm theo thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo đó, lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 12 tới tại một trung tâm tiệc cưới và sự kiện sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Trấn Thành đã tìm đến những người quen trong làng thiết kế để đặt may áo cưới và tìm ekip chụp ảnh cho ngày vui. Nam MC cũng trực tiếp đứng ra chuẩn bị mọi công đoạn cho tiệc cưới và tỏ ra khá cầu kỳ, chăm chút cho ngày trọng đại. Lễ cưới của anh và Harry Won sẽ được thắt chặt an ninh ở mức tối đa để đảm bảo sự riêng tư cho cô dâu chú rể. Trong ngày vui của hai người, người thân của Harry Won cũng sẽ từ Hàn Quốc bay sang Việt Nam để tham dự hôn lễ. Tin đồn Harry Won và Trấn Thành sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm vốn đã rầm rầm từ lâu. Vào cuối tháng 10, mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 12 tại một trung tâm tiệc cưới và sự kiện sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cư dân mạng lại truyền nhau tin đồn Trấn Thành và bạn gái sẽ về chung một nhà vào ngày 25 tháng 11. Tuy nhiên, quản lý của Harry Won đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 11. Phía giọng ca Anh Cứ Đi Đi cho hay, cô không ở Việt Nam từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 vì có chuyến lưu diễn tại Mỹ, song lại bỏ ngỏ thông tin về lễ cưới vào tháng 12.